Chào tất cả anh em, mình là Táo Độ. Hôm nay mình đón em trai đến shop độ cây bô leo vin cộng cổ bầu hơi ô tô cho con Yamaha R3 2020. Con này là màu đen nhám anh em nhé. Thì trước mình có clip test bô con màu xanh với cả màu sang xi măng, màu xi măng rồi. Anh em nhìn này, tổng thể cái bô leo cộng cổ bầu hơi ô tô lên thì rất đẹp luôn. Anh em nghe thử tiếng bô luôn nhé. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.